Mổ cận thị cần những điều kiện gì? Về phía bệnh nhân thì chắc chắn là bệnh nhân phải trên 18 tuổi vì lúc đấy là tất cả mọi cấu tạo của con mắt nó sẽ hoàn thiện. Thứ hai là cái số kính hay là cái độ cận nó ổn định trong vòng nhất từ 6 tháng đến 1 năm. Số kính tăng thường xuyên thì lúc đấy bác sĩ khuyên là chưa mổ và đợi đến khi nào nó ổn định thì lúc đấy mình mới nên phẫu thuật. Đấy là về phía bệnh nhân. Còn về phía mà khi bệnh nhân đến khám ấy, thì ví dụ như những bạn nào mà đang viêm đỏ, đang viêm kết mạc đỏ hoặc là đang điều trị các bệnh mắt thì khác thì không có chỉ định mổ được. Hoặc là đang có thai ở trong bụng vú thì mình cũng không nên mổ, tại vì lúc đấy thì cái nội tiết trong người của nó thay đổi thì nó làm cho ảnh hưởng đến các cái chỉ số khám, thế cho nên là đưa ra cái kết quả khám không chính xác. Thứ hai nữa là các bạn mà đang đeo kính áp tròng thì cũng chưa nên mổ, tại vì khi mà đeo kính áp tròng thì nó cũng làm cho thay đổi cái bề mặt nhãn cầu, làm cho cái bề mặt nhãn cầu nó chưa trở về bình thường thì lúc đấy cũng không nên mổ. Hoặc là mắc các cái bệnh tuổi dậy thì lại hay gặp, như ví dụ như những các bạn mà bị bệnh trứng cá đỏ, tức là những cái người mà bị bệnh nội tiết hoặc những cái bị bệnh về nội tiết như thế thì cái khả năng tiết nước mắt ấy, nó sẽ kém hơn so với người bình thường, thì cái khả năng mà sau mổ là dịch nó sẽ bị khô mắt nhiều hơn.